Vào sáng nay, 22 tháng 1, đoàn tàu đường sắt đô thị nhồn ga Hà Nội chính thức lăn bánh để bước vào giai đoạn thử nghiệm liên động. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, trải qua giai đoạn thử nghiệm tĩnh tại Depot vào sáng nay, đoàn tàu chính thức lăn bánh để bước đến giai đoạn thử nghiệm liên động. Chuyến tàu đầu tiên vận hành từ ga Depot lên ga S1 tới ga S5 dài gần 10 km. Sau khi chạy thử, đoàn tàu sẽ được đậu tại ga S1 để đón nhân dân vào tham quan trong ngày mai, 23 tháng 1. Sau thời gian dừng đỗ cho người dân tham quan, đoàn tàu sẽ tiếp tục được chạy thử cho đến khi đạt thử nghiệm liên động. Trước khi đưa về Việt Nam, đoàn tàu đã trải qua những quá trình thử nghiệm khắt khe nhất tại Pháp. Đoàn tàu được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản xuất bởi công ty Alstom tại Pháp với thân tàu bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam. Mỗi đoàn tàu đưa sắt nhổn ga Hà Nội gồm có 4 toa có khả năng chuyên trở từ 944 đến 1.124 người trên một đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6 đến 8 người trên một mét vuông. Đoàn tàu được khai thác với tốc độ thương mại 37 km h tốc độ thiết kế là 80 km h